Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Thanh Ngân, Dương Đình Chí bí mật tổ chức hôn lễ tại nhà riêng. Cặp đôi khiến người hâm mộ bất ngờ với những hình ảnh trong hôn lễ sáng nay. Sáng ngày 17 tháng 5, cặp đôi Dương Đình Chí, Thanh Ngân đã bí mật tổ chức hôn lễ tại nhà riêng. Đây là một điều bất ngờ. Bởi theo những thông tin trước đó, hôn lễ đã diễn ra ngày 24 tháng 5, cặp đôi đã dự kiến thông tin. Và khán giả người hâm mộ khi biết những hình ảnh trong hôn lễ cưới được bạn bè, người thân và có mặt sau đó chia sẻ trên mạng xã hội. Xuất hiện trong lễ cưới tại nhà riêng, Thanh Ngân xinh đẹp trong váy tông trắng, tinh khôi tinh thiết của cô Yếm. Nữ nghệ sĩ cùng tròn kiểu tóc đơn giản và có phần quen thuộc với khán giả. Trong khi đó, chú Trí Dương Đình Trí diện vết lành lãm và bánh bao đứng cạnh Thanh Ngân. Đôi vợ chồng mới của showbiz Việt đã nhận được rất nhiều lời chúc từ gia đình hai bên. Trước sự chứng kiến của hai họ bạn bè, Dương Đình Trí run run trao nhẫn cho Thanh Ngân. Cô nàng còn hài hước hỏi mọi người, nhẫn cưới phải đeo tay nào. Tuy nhiên vì run quá, Dương Đình Trí đã đeo nhầm tay phải, nhưng được mọi người trấn an. Vậy là 5 năm yêu nhau trong bí mật, Dương Đình Trí, Thanh Ngân đã chính thức vì chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình và khán giả, gặp nhau từ năm 2003 và đồng hành với nhau trong nhiều năm dự án âm nhạc, chương trình truyền hình. Có lẽ là cặp đôi tình chị em hiếm hoi được khán giả ủng hộ và cực kỳ yêu mến. Cả hai đã tổ chức đính hôn hồi tháng 4 năm 2017. Trong sự ngỡ ngàng của khán giả, nhiều người khi nhận thấy hình ảnh trong lễ cưới đính hôn. Cả hai đã tổ chức lễ đính hôn vào tháng 4 năm 2017. Trong sự ngỡ ngàng của khán giả, nhiều người khi nhận thấy hình ảnh trong lễ đính hôn. Còn bàn tán bản nghi, đây là một phần trong MV mới quá hai bới trước đó. Dương Đình Trí, Thanh Ngân luôn thú nhận mọi khi hỏi về mối quan hệ của cả hai. Được biết tiệc cưới diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước lễ cưới 2 ngày, nhân viên đã tất bật trang trí cho không gian này. Tiệc cưới giới hạn khách mời, quy định mọi người mặc đồ trắng và sẽ được bảo vệ nghiêm chặt để giữ không gian riêng tư cho gia đình, hai bên bạn bè. Thanh Ngân cùng Dương Đình Trí là cặp đôi đẹp trong thời nhạc Việt. Từng có tin đồn, song cặp đôi không lên tiếng 5 năm qua, khán giả thấy họ không còn hợp tác chung. Mới đây cặp đôi trở lại chương trình Love Battery, Dương Đình Trí tổ chức. Cảm giác vẫn như ngày đầu rung cảm. Cùng Thanh Ngân trên sân khấu, Dương Đình Trí dành sự quan tâm đặc biệt cho người tình sau 5 năm xa cách. Cặp đôi lặng lẽ rời xa nhau, không hợp tác chung. Trên sân khấu Dương Đình Trí, lần đầu Thanh Ngân làm cô dâu của Dương Đình Trí. Dương Đình Trí tâm sự, duyên số do trời đỉnh, anh và Thanh Ngân quý mến nhau như người một nhà, thường tâm sự qua mỗi đêm khuya, riêng muốn chia sẻ qua nhiều báo giới. 5 năm qua nhiều tin nhắn hỏi thăm vì cuộc sống cặp đôi, song Dương Đình Trí, Thanh Ngân nhất định im lặng. Chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau qua điện thoại giữa đêm khuya, sau khi đi diễn về mới có thời gian, tôi hiểu Thanh Ngân là người gần gũi, sống tình cảm và rất trách nhiệm với gia đình. Còn giữa chúng tôi có gì hay không, xin phép sẽ không chia sẻ lúc này. Cả hai mới vừa trở lại sau 5 năm hiểu lầm, nên không muốn trở lại một lần đứt cánh giữa đường. Kể cả khi là tình nhân trên sân khấu, tôi vẫn mong tình cảm này trọn vẹn. Thanh Ngân tâm sự với duyên dáng Việt Nam, cô vẫn quý mến Dương Đình Trí, còn chuyện yêu đương. Sẵn hờn hay không, người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Bản thân người đẹp không muốn đem tình cảm cá nhân với đời sống âm nhạc. Dương Đình Trí từng du học 8 năm tại Úc và tốt nghiệp hai ngành đại học. Dù có công việc khá ổn định ở nước ngoài, nhưng anh từ bỏ tất cả vì quê hương theo đuổi nghệ thuật. Ca sĩ sinh năm 1979 là người sáng lập ra chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ. Suốt 10 năm qua, anh là nhà sản xuất, đạo diễn, ca sĩ chính trong chương trình này. Tôi và Thanh Ngân hát rất hợp với nhau. Hai người cũng có nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích nên họ đồn vậy thôi. Tôi và Thanh Ngân là chỉ bạn tri kỷ, hai đứa rất thân nhau, nhưng 5 năm rồi mới hợp tác lại. Do quan điểm nghệ thuật khác nhau, Thanh Ngân là một nghệ sĩ solo, còn tôi là nghệ sĩ và một nhà sản xuất, nên cả hai quyết định tạm ngừng thời gian hợp tác. Nhưng lâu lâu chúng tôi lại nói chuyện bình thường, cho tới thời điểm cuối năm ngoái, cả hai mới quyết định tái hợp.
Tôi cảm thấy chuyện ăn bánh trả tiền là điều bình thường. Tôi sống ở Úc nên suy nghĩ thoáng và không đặt vấn đề đó. Tôi nghĩ khi mình còn độc thân thì chuyện đó là bình thường. Khi nào có người yêu mà làm chuyện đó mới là cảm thấy có lỗi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.